đặt đồ ăn về văn phòng ăn trưa, có đứa bạn không ăn được hành nhưng lại quên dặn chủ quán, thế là bây giờ nó phải dùng cái dây để lọc như thế này đây. Chắc trải qua cảnh này nhiều rồi nên mới phải chuẩn bị sẵn cái dây bên mình như vậy đấy. Vừa lọc vừa nói đã bảo không lấy hành rồi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, tập ăn dần đi cho quen.